Đây là con hon hay còn gọi là con giòn, con nhóc. Hai con này là khách bắt được khi lấy tiếng âm thanh bảy Bình Thuận dụ nó ra bắt nha anh em. Thì cái bản này là bản tiếng của con cái nó đi tơ với lại con lại con đực. Mấy anh em nào cần file này thì liên hệ số điện thoại của Thuận trên màn hình để Thuận tư vấn cho anh em nha. Đây là con hon hay còn gọi là con giòn, con nhóc. Hai con này là khách bắt được khi lấy tiếng âm thanh bảy Bình Thuận dụ nó ra bắt nha anh em. Thì cái bản này là bản tiếng của con cái nó đi tơ với lại con lại con đực. Mấy anh em nào cần file này thì liên hệ số điện thoại của Thuận trên màn hình để Thuận tư vấn cho anh em nha.